Mở đi cả 10 nha. Mẹ ơi, thôi con đi đi đó. Không, chảy nước mắt luôn à. Đâu? Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Mai nha. Hôm nay thì Mai lại tiếp tục ra căn trời nhỏ của Mai để quay clip nấu ăn cho mọi người xem nữa nè. Rồi bố bối, chào mà có chú hay con? Xin chào tất cả. Hôm nay bố bối làm cái gì ngoài này với mẹ? Mẹ la. Cái gì hả? Nói gì vậy? Mẹ la. Mẹ la hả? Dạ. Trời. Rồi bố bối ngồi đây để mẹ quay nha. Dạ. Hôm nay thì Mai có mua ở đây làm một con bạch tuộc siêu to luôn mọi người. Con bạch tuộc này là tận 3 kg, rất là to luôn. Con bạch tuộc này là Mai sẽ mua để ăn mừng kênh Mai đạt cột mốc là 393.000 người, 260 người đăng ký nha. Thì khá lâu rồi Mai không có quay ăn mừng kênh Mai đạt được bao nhiêu người đăng ký hết đó. Từ lúc mà Mai có quay một lần là kênh Mai đạt cột mốc là 200.000 người đăng ký cho đến bây giờ luôn là 300 mấy ngàn người đăng ký rồi Mai không có ăn mừng luôn. Lâu lắm luôn rồi đó. Hôm nay thì mua được một con bạch tuộc siêu to khổng lồ. Bây giờ là Mai sẽ cắt ra cho mọi người xem con bạch tuộc nó to cỡ nào nha. Con bạch tuộc này là Mai đặt ở thành phố mọi người. Người ta gửi về tới đây, người ta gửi xe về tới đây. Rất là to luôn, mình sẽ lấy mấy cái rổ rau này xuống. Xong rồi bỏ cái thau này lên. Wow. Wow, mọi người coi nè, rất kìa to luôn nha. Cái đây là mấy cái rau của nó nè, lật bề này lại. Đó, mấy cái này đã lắm. Bạch tuộc này là bạch tuộc Nhật mọi người. Cái con bạch tuộc này là hồi đó là Mai với bé Hiền cũng đã ăn một con rồi. Nhưng mà cái loại đó là loại rất là dai luôn nha. Còn cái loại này là loại bạch tuộc Nhật, nó không có dai như mấy cái loại kia. Bây giờ là Mai sẽ đem mấy con bạch tuộc này đi làm hai món. Một mà cái này thì người ta đã hấp chín rồi mọi người. Mai sẽ đem đi luộc lại một lần, hấp lại một lần nữa, bởi vì là Mai để đông đá mọi người. Cái hàng này là người ta hấp chín xong rồi để đông đá xong mới gửi cho mình. Mai sẽ đem đi hấp cho nó chín lại một lần nữa, xong rồi bắt đầu Mai sẽ thắt lát mỏng ra để mình chấm wasabi rồi một nửa mấy cái rau này nè, mình sẽ đem đi trộn sa tế mình nướng ha. Bây giờ thì thôi, bố bối cùng mẹ đi nấu ăn nha. Dạ. Trời ơi. Rồi là Mai sẽ đặt nồi nước lên trước ha. Sau đó là đậy nắp lại. Cái gì vậy bố? Thổi này không phải là ba bề vú vú hả? Dạ. Nó kêu thổi này không phải là thổi bánh kem. Nó tưởng là sinh nhật thổi bánh kem á. Cứ thấy mình thổi lựa là nói vậy đó. Rồi, củi là Mai cũng đã nhúm xong rồi. Bây giờ là Mai sẽ đem con bạch tuộc này đi để mình rửa ha. Đi ra ngoài này rửa. Mai để phi nước ngoài này nè, để khi mà mình nấu ăn mình có nước để mình rửa. Đây, bố xem con bạch tuộc này bố ơi, to chưa? Con bạch tuộc này là nó đông đá rồi. Nó bị cái râu của nó quấn tròn hết luôn nè. Đây bố gờ thử đi. Con sâu á. Nè. Giống con sâu không? Giống muốn chiếu ghê luôn á. Phần đầu giống muốn chiếu ghê luôn hè. Giờ là mình sẽ rửa cho nó tan nước ra ha. Rồi rồi, để mẹ đổ đi. Mẹ múc thêm một lần nước nữa. Cứng lắm à. Cứng lắm. Cứng lắm. Rồi, rửa xong rồi. Bây giờ là mình sẽ đem vô trong, bỏ vô trong cái sừng hấp ha. Đây. Đây. Bạch tuộc siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, vừa y luôn nè Hiền. Vừa y cái sừng hấp này luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Thổi lửa to to lên cho nó hấp chín mau mau. Trong thời gian bây giờ ngồi chờ hấp cái phần bạch tuộc cho nó chín á thì Mai sẽ đi vô trong nhà. Anh Sang vừa mới đi quay về luôn mọi người. Anh Sang có đem được 2 tổ ong tầm 7 kg mọi người, là chưa vắt luôn đó nha. Hình như là 1 tổ hay là 2 tổ gì đó, chưa vắt luôn. Bây giờ là Mai sẽ đi vô trong nhà xem là tổ ong đó nó có to hay không. Rồi sẵn tiện là Mai quay vắt cho mọi người xem cái mật ong khoái nó như thế nào luôn.
Rồi bây giờ mình để em đây Sang nha. Vừa mới đi quay về mọi người, ở đây là có đem được hai bầu mực nè. Cái bầu này mấy ký à? Chưa cần, không biết. À, ở đây là cái bầu bự nhất luôn ạ. Wow, rất là nặng rồi nha. Mực này là mực ông khoái. Ôi cái tội này già đúng không? Già lắm rồi luôn á. Bây giờ nó mới đen nè. Cái màu mực càng già mọi người là nó sẽ càng đen nha. Nó đen, nó già nó sẽ màu đậm vậy nè. Bây giờ sao? Cắt cái đít hả? Bây giờ là mình sẽ cắt cái đít để cho mực nó chạy ra ha. Sau đó mới... Đó. Bột đâu ta? Rồi, cái màu mực đẹp không? Bao đẹp luôn. Một lát cái bầu mực này cũng vậy luôn, cũng cắt cái đít luôn cho nó chạy ra. Có cái thao khác không? Có ha, có ba thao nè. Cái này có mấy con kiến chui vô nó nghe mùi ngọt. Một lát là mình có luộc lại không ta, nó có chạy sáp. Có, ôi. Có, à, chạy sáp xuống dưới luôn kìa. Đặc ha. Cái này là cái mực này già lắm rồi nè. Lược mực là mai sẽ dùng tới ba cái thao. Này vắt cho nhanh chứ không vắt mình treo lên nhầy tới trưa nó khô hết luôn. Khô hả? Ừ, nó khô nhưng mà cái mấy cái kia nó bị luôn. Vỡ ra hết rồi, nó đâu có từng cục đâu. Nhưng mà ý là nó sạch. Vậy anh đổ cái đó ra đi. Để qua bên đi. Bóp không? Bóp cho nó xuống đi. Bóp cả cái bọng luôn đi. Cho nó chạy xuống. Vắt chỗ này nó sạch ha. Ừ. Nó đỡ phải lấy cái phần sáp ra. Xong rồi mình đâu vắt chỗ này. Mực năm nay là nó sẽ đặc hơn năm ngoái mọi người. Bởi vì năm nay là ít mưa hơn. Năm ngoái nhiều mưa cho nên là mực nó sẽ loạn một tí. Mực loạn là không phải là do là bị dính nước mưa loạn đâu, mà là con ong nó hút nước, nó lấy nước để làm mực á. Thành ra là mực nó sẽ loạn một tí xíu nha. Trời ơi, cắt cái nó bung ra liền luôn. Nặng không? Nặng chứ. Đỡ phụ. Mai lược xong hết rồi, bắt đầu mình sẽ đóng vô chai ha. Ở đây là có không biết được bao nhiêu lít nữa, hình như là 7 lít hả? 7 lít. Để coi coi một lát là đông ra được mấy lít nha. Có thiếu hay không nha. Tại vì nhiều khi á, cái sáp của nó sẽ mất đi rất là nhiều mực luôn mọi người. Mình vắt không kỹ á. Thơm ha. Ừ. Mà không phải rồi, cái màu mực nè. Cái màu, cái vị mực của nó, nếu như mà ai đã từng ăn từ năm ngoái năm nay là sẽ biết là rất là ngọt thanh luôn nha. Nó sẽ không có ngọt đậm như là như ong ruồi đâu. Mấy cái sáp lẫn cận đầy hết luôn kìa. Lát là phải lược. Nhiều cô chú anh chị mai gửi mực đi á, là cứ đòi là phải vắt mực là phải có nhiều sáp như vậy thì mới đúng là mực ong rừng nha. Nhưng mà thật ra nếu mà để nhiều sáp vậy thì nó sẽ cái mực mình nó sẽ nhẹ đi, thành ra cái sáp nó nặng, nó bớt được một ít mực đi luôn á. Vậy mình có lời. Phải lược cho nó sạch thì cưng mới được nhiều mực, còn mà lẫn cận sáp thì hư mực, với lại là ăn một thời gian nó bị chua. Bộ sáng thao này hả? Giờ mình cắt đi, nó còn ít rồi. Còn dính trong bột này nhiều lắm. Rồi. Người ta đi rừng, người ta lấy rượu, người ta rửa lại xong người ta ngâm rượu. Ngâm rượu hả? Ngâm luôn bọc này luôn hả? Rồi, ngâm bằng nước thôi. Tự ngâm luôn bọc chứ. Tại dính nhiều lắm, coi vậy dính nhiều lắm. Đây, mọi người coi cái cục sáp này đã chưa? Anh tuốt cho cái bọc nó hết mực luôn. Có dính miếng ong nữa. Miếng ong đó một lát mình phải lụm nó ra. Nè, đây là mấy con ong khoái nè. Con ong khoái là cái con ong mà nó rất là to luôn mọi người. Nó to hơn con ong ruồi rất là nhiều luôn nha. Một lát là cắt một cục nhỏ nếm thử xem nó ngon hay không. Mình ăn trực tiếp ở trên cái bầu mực luôn, trên cái cục mực luôn. Đây mọi người coi nè. Từng sớ một luôn á. Mấy cái này là em thấy là người ta cắt nguyên bầu mực xong người ta cắt đôi ra. Rồi chắc hả? Là nó chạy đúng không? Bây giờ là mình sẽ lựa mấy con ong ra nha. Nó dính ở trong mấy cái bầu mực đây nè, mấy cục mực. Con ong khoái là nó to cực kỳ luôn, nè, siêu to luôn. Mấy con luôn nè. Cái con này là nó chích vô là nhất lắm luôn á. Còn dưới đây còn nhiều nè.
mình lựa ra để khi mình bắt nó không bị dính cái phần chân con ong xuống. Bên này con nữa, rồi hết rồi đó. Rồi dắt ha. Anh dắt đi em lựa. Bây giờ là Mai sẽ lấy một cục mực nhỏ, lấy cục này thôi ha. Để trong cái dĩa một lát thì mình sẽ ăn thử nha. Để qua một góc bên này. Ủa mấy cái này còn mực không ta? Anh dắt vậy còn không? Còn ha. Còn ít. Thường thường là người ta nói là dắt xong á, nếu mà muốn lấy hết cái phần mực ở trong cái cục sáp này nè, là mình sẽ đem đi phơi nắng nha. Phơi nắng là nó sẽ ra lại á, nó ra chạy hết mấy cái mực ra. Mấy cái này mà ai muốn ngâm, Mai sẽ để lại nha. Ai muốn ngâm rượu thì nhắn tin cho Mai. Sau khi mua mực là có cần thì Mai sẽ gửi cho luôn. Đây mấy cái này nè, mình sẽ ngâm rượu. Tại vì là còn rất là nhiều mực, không phải là hết mực đâu. Nhìn vậy chứ ăn cũng ngon lắm á. Cũng hết chưa? Để đi con ít mà. Một hay nhỏ. Trời ơi còn rất vậy chứ còn nhiều mực lắm nha. Này mình phải phơi nắng nó mới chạy ra. Nè, đã chưa? Cái này Mai sẽ để vô trong hũ. Đây là hai thao mực mà cũng đã dắt xong rồi. Bây giờ là mình sẽ lược lại nha. Lược cái phần này qua này nè. Dớt lại hả? Dớt rồi sạch đó. Ừ, nó nổi lên ha. Xong anh lấy cái tay anh ứng xuống. Ứng cho nó chạy hết ra. Đó, nó xuống quá trời luôn nè. Giờ anh dịnh đi, em sẽ đổ này nha. Lấy tay cào cho nó xuống. Ngồi chế đi, chế đi. Mấy cái thao này là Mai đã rửa sạch sẽ hết rồi. Không dính một miếng nước luôn á. Thì mình mới bắt mực là nó sẽ không có bị hư nha. Còn mà dính nước là bắt là mực một thời gian là nó sẽ bị chua. Mực cũng đã lược xong rồi. Bây giờ là mình sẽ cho vào những cái chai này nha. Đây trên tay Mai cầm là chai 1 lít nè. Cái chai này thấp hơn sẽ là chai nửa lít nha. Rồi. Rồi lấy cái xỉu. Rồi vô chai này. Mình sẽ để lên trên cái... vô chai 1 lít trước. Dở em dở lên đi. Mực mùa này là dở lên. Giữa mùa mọi người, mực nó rất là đậm đặc luôn. Cái màu nó cũng đẹp nữa. Cái màu này là màu mực già nè, ai cũng thích hết á. Mai sẽ đong lường đến đây. Một lít mực á sẽ cân ra là được 1.3 kg nha. Bọt nhiều quá ha. Mực ong rừng là nó bọt quá trời luôn. Rồi, đầy quá luôn rồi đó. Hơn à, một lát là sẽ chế lại. Mực ong là mình không có đông cho đầy được mọi người. Bởi vì nếu mà đông đầy á, sau khi mình dặn nắp á, gửi hàng đi nữa thì nó sẽ bị sốc lên ga, nó nổ bình. Rồi đó, cái này mới đúng là 1.3 kg nè mọi người. Cái chai này là chai đầy quá luôn. Mực ong khoái á, sau khi mà mọi người mua về á, mọi người nhận hàng xong thì mọi người sẽ vặn cái nắp chai lên giùm cho Mai nha. Để cái mực nó ổn định tầm khoảng 20 đến 30 phút cho mực nó lắng ga. Tại vì là mực ong khoái là nó sẽ nhiều ga hơn ong ruồi. Rồi, 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 đầy. Đúng rồi. Đầy quá luôn nè. Cho qua đây, cho qua đây. Sao nãy cái không xuống rồi. Rồi, ok. Mấy cái này, một lát là toàn bộ là phải xớt lại liền hết. Được 3 lít rồi đó. Chai cuối cùng đó. Cái này đủ lít không ta? Chắc hơn, thêm một chai nhỏ nhỏ nữa. Thêm một chai nhỏ nữa ha. Anh đổ mạnh mạnh tay lên. Em nhấc lên cho nó chạy nhanh nè.
Con ly nữa. Chắc dư dư. Còn này có múc. Thêm một tí xíu nữa. Rồi, 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 rồi. Sợ nó nhiều Rồi. quá cái đó. Được mấy lít? 5 Để lít đếm à? thử 2 nha. lít, 7 lít. Đúng 7 lít trong dư được miếng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lít. Dư được Dưa này miếng. được một ly nhỏ nhỏ. Nãy giờ cũng vắt mực xong rồi mọi người. Còn cái này là một lát đổ vô trong. Anh giờ anh chế vô trong lại cái ca này đi. Cho nó nghiêng xuống hết đi. Đó, anh để lên trên cái ca. Để lên trên đó anh chế vô. Rồi nó chạy ra mất miếng luôn kìa. Lấy cái tay vớt cái vét thao cho nó chạy xuống hết luôn. Mật ong là bộ miếng nó phí lắm mọi người. Sau khi đổ mật trong hết vô mấy cái chai này nè, đây là dư nè, cái này là chắc được nửa chai, chắc tầm nửa chai nửa lít này là mọi người ha, được không? 100 ml. Bây giờ là mình sẽ thử mật nha. Đây là cái miếng mật trên cái sáp luôn. Đây nè, thử đi. Đau Ăn cái đó với hậu hậu. Ngọt ghê luôn á. bác ấy nhìn thấy mình. Cái phần mực mình ăn cả sáp luôn nha. Sau khi mà ăn xong nuốt hết mực á, cái phần sáp nó để lại giống như là mình ăn kẹo cao su vậy á. Hay răng quá. Ê răng hả? Ngọt quá. Giống như là mình ăn kẹo cao su luôn. Cái này là Mai sẽ để lại ở nhà ăn chứ không có bỏ vô trong này nữa, tại vì mình ăn rồi. Bây giờ là Mai sẽ đóng nắp chai. Rồi cô chú anh chị nào mà có cần mua mật ong khoái á, thì cứ liên hệ cho Mai bên số điện thoại bên trên nha. Hiện giờ là Mai không còn bán mật ong ruồi nữa, chỉ bán một loại mật thôi là mật ong khoái thôi nha. Mật ong này thì nó nằm ở tận sâu trong rừng luôn mọi người, cho nên là chất lượng nó rất là tốt luôn. Bây giờ là mình sẽ dặn lại nắp mấy chai mật này nha. Đây là dư một chai nè, chai này để ra chưa có vặn lại. Toàn bộ là gửi mật đi á, là Mai sẽ đóng nắp mới hoàn toàn hết nha. Đây, sau khi dặn vô là chai nắp mới hoàn toàn hết. Đây, mọi người nhìn kỹ giùm cho Mai nha. Sau khi gửi mật đi á, là Mai sẽ đóng nắp mới rồi quấn băng keo đen ở phía trên cái nắp này để giữ cho là cái phần nắp nó khi vận chuyển đi á, cái ga nó sốc lên thì nó sẽ không có bung cái nắp ra. Rồi mọi người nhận hàng thì cứ kiểm tra tem mác đầy đủ cho Mai nha. Nhất là cái nắp chai với lại cái băng keo. Để tránh là tình trạng là đổi mật hay là cháo mật này kia. Thì nếu mà có thắc mắc gì ấy, thì mọi người cứ liên hệ cho Mai bên số điện thoại bên trên của Mai nha. Mai sẽ tranh thủ dặn mấy cái nắp này lại để coi cái nồi bạch tuộc ở ngoài của Mai hấp hấp nãy giờ cũng được Cái nắp này tự tụt không ta? tuột hả? Tuột thì tháo ra lấy nắp mới lại. Bị hư rồi. Nó bị hư á, nhiều cái nó bị mất cái vang á. Chết. Bị lờn. Tháo ra. Đây, nãy giờ em dặn mấy cái này là toàn nắp không có bị xúc luôn. Là tại không biết làm. Không phải đâu, nhiều cái nó bị hư á. Cái này làm đi. Cái này tụt nữa. Tuột hả? Không biết dặn hả? Đẩy xuống thôi. Bán cái mật ong này nè mọi người, cực nhất một cái là mình dắt mật xong rồi mình lại phải dặn nắp chai. Mai sợ nhất là cái lúc mà dặn nắp chai nha, cái tay mình nó bị phồng lên luôn á. Bỏ đi. Có một lần Mai dặn tới 20 lít mật một mình Mai dặn á, trời ơi, nó phồng cái tay lên luôn mọi người. Ở đây là 7 lít thôi mà Mai đã thấy đau tay rồi nè. Anh không dặn được hả? Cái chẳng cái nào tôi có Rồi anh dặn vậy là hư hết nắp, không đủ nắp luôn á. Nè, đẩy vô vậy nè, sao mà nghe cái cặc xuống mặt đó. Đó. Rồi, bây giờ là Mai sẽ dẹp hết mấy chai mực này, đi ra ngoài coi cái nồi bạch tuộc của Mai nha. Mai sau khi hấp nãy giờ là cũng 30 phút rồi mọi người, từ lúc mà Mai đi bắt mực á, đến giờ là wow, mọi người xem nè. Nhìn đã chưa? Bự. Khi nãy là Mai có để mấy tép xạ ở dưới rồi, hấp cho nó thơm. Trời ơi, nó bự. Wow. Rồi nó nặng Ôi cái mực ơi. luôn. Mình sẽ bỏ ra bàn. Bây giờ là Mai cũng đã có chuẩn bị sẵn, đây là 2 dĩa rau rồi mọi người. Bây giờ là Mai sẽ cắt ra nha. Mọi người coi nè, rất là to luôn. Mình sẽ cắt cái rau đó. Wow, nóng quá. Mới vừa gấp ra khỏi cái nồi luôn á. Mà không dám cầm nó luôn á, thật sự. Nó quá trời là nóng luôn à. Wow.
Ôi nóng kinh khủng. Trời ơi, cái rau vật tuột đó mà một người cầm một cái ăn cho nó đã. Ừ. Nó bự quá mà. Đây, mấy cái rau này là một lát mình sẽ để nướng. Mai sẽ cắt một cái ra, cắt lát mỏng mỏng á để mình ăn wasabi. Wasabi ăn lên tới não luôn. Nóng thiệt luôn á trời. Biết là để nguội nguội cho nó cắt vậy. Yeah. Ôi nhìn đã thiệt. Bự ha, cái con này là đảm bảo là sẽ ngon hơn cái con trước hai chị em mình ăn luôn thiệt. Mai sẽ cắt thái lát mỏng ra. Thái lát mỏng cái rau này trước. Nhìn con này, nhìn cục này giống uống chiếu không? Giống con uống chiếu. Trời ơi, đã. Giờ thái làm sao ta? Mày thấy người ta thái lát mỏng hay lắm. Không, thì thái cái đầu tròn tròn của nó. Không, ăn wasabi á mình phải thái mỏng mỏng miếng bự vậy nè. Theo cái chiều dài miếng bự nè. Đó, mình phải thái lát như vậy nè. Cái bạch tuộc này khi nãy là Mai luộc, do là Mai ngoài kia Mai vắt mực của mọi người không để ý là nó hơi mềm quá luôn rồi. Hầu như là Mai làm món nào cũng vụng về hết luôn. Mọi người hay chê là Mai làm đồ ăn không ngon rồi vụng về này kia. Thực ra thì Mai cũng không có phải là khéo nấu ăn đâu mọi người. Mai cũng đang học hỏi từ từ á. Những món nào mà khó làm á thì cũng phải học từ từ. Đó, mình xác mộn vậy nè. Wasabi là anh Sang rất là thích ăn luôn. Hậu đi học về chưa ta? Vậy rồi. Một lát rủ lên ăn. Ăn chung ăn món wasabi này nè. Ăn cái này là phải nhiều người ăn nó mới ngon. Rồi bây giờ là Mai sẽ chạy từng lát lên trên cái dĩa rau của Mai. Đó. Mấy cái này cắt hơi dày tí. Wasabi mà hồi mình ăn không hả chị, có bỏ chanh vô gì không? Bỏ thêm nước tương nè. Bỏ nước tương vô. Hiền kia ăn qua hả? Ăn qua rồi nhưng mà ăn một lần sợ lắm. Kiểu như nó ăn nó muốn lên nó não không á. Nó cái mùi nó rất là nồng và hăng luôn á. Cắt tới cái cục này. Mình sẽ lấy cái cục này mình cắt thì nó mới đẹp. Ở đây hai dĩa bạch tuộc là Mai cũng đã sắc ra những cái miếng mỏng như vậy để mình chấm wasabi ăn mọi người. Bây giờ là Mai sẽ gọt tới cái phần đầu của nó nha. Trời ơi, cầm lên nặng quá muốn rớt luôn. Siêu to luôn. Ở đây như là cái con mắt của nó hay sao nè. Cái cục gì đây ta? Nó cứng lắm nha. Cục kim cương á. Cục kim cương nào nằm ở đó. Đây là cái bụng của nó nè. Cái phần này, wow, cái phần này mình sắc ra làm một lát sắc lát mỏng luôn. Mai sẽ sắc mấy cái rau này ra để mình ướp nướng luôn nha. Hôm nay là ăn cái con này hơi bị to luôn. Một lát là Mai có kêu thêm Hậu lên nữa. Không có kêu bé Trâm mọi người. Giờ là Trâm hôm nay bận việc á, không qua được. Rồi, bây giờ là Mai sẽ ướp nướng với một chai sa tế. Đây chị là sa tế gì đây? Chị ướp nguyên cái sa tế tôm hả? Ướp nguyên cái rau luôn hả? Ừ. Có cắt ra không? Không, để cho nướng luôn á. Mai ướp vậy thôi mọi người. Một lát mình còn chấm nữa. Tại vì mỗi thường là Mai hay làm đồ ăn, Mai làm mặn quá. Thường thường đến chừng mà ăn là mắc chấm thêm nước mặn khi nào. Mai quay lên món ăn là mọi người cũng chê là Mai làm đồ ăn dở hết á. Hôm nay là Mai sẽ cố gắng làm cho nó ngon thiệt ngon nha. Mong mọi người thông cảm cho Mai những lần trước nha. Hôm nay là Mai sẽ ướp một chai thôi. Để chừa cho bố bối ăn nữa. Ướp lạc lạc, một lát mình còn chấm với muối ớt nữa. Bây giờ là Mai sẽ bỏ mấy cái rau bạch tuộc xuống mình nướng ha. Lửa cũng khá là nóng luôn rồi đó, than. Đây, mấy cái rau này siêu to luôn.
Có mấy cái rau là mai cắt một khúc ra rồi, để lấy cái phần đầu ở trên đó mình làm sắc mỏng, mình ăn wasabi, nướng cho nó khô cái phần sa tế này cho nó thơm. Vừa mới bỏ xuống là nghe mùi thơm rồi hiện ha. Rồi để nướng từ từ, nó sẽ trở lại. Thơm một sa tế. Cái này là một lát bố bố cũng ăn được, bởi vì là sa tế này hình như là Hiền mua sa tế tôm hay gì nè. Đây chị thấy là cái hộp là sa tế tôm á. Tuột của Mai nó cũng đã chín rồi, bây giờ mình sẽ gấp lên ha. Cái này là nướng nãy giờ nó cũng khô. Trời ơi, cái rau này hơi bị to luôn. Đây, cái rau này chín luôn rồi nè. Rau này cũng vậy luôn. Rau siêu to khổng lồ. Rồi, để nướng cho mấy cái kia cho nó chín hết luôn rồi mình sẽ gấp lên hết. Bạch tuộc Mai cũng đã nướng xong rồi. Ở đây thì hai vị này là Mai để ăn sashimi nha. Bây giờ thì mời mọi người ăn bạch tuộc nướng nha. Ở đây là có nước tương nè. Ăn đi. Mỗi người một đôi đũa. Bỏ vô trong, bỏ nước tương cho nữa. Bây giờ là mình sẽ ăn sashimi trước nha. Đây là vị của Hiền của Hậu nha. Cho nước tương vào. Đây. Không, cho vào đây nè. Cái ai ăn á thì lấy muỗng, lấy gì, lấy cái đũa dứt một miếng cho thôi. Hậu cho nhiều vô lát lên tới nạo luôn. Bây giờ là Mai sẽ cho một miếng, đây là sashimi á. Đây là wasabi. Người ta kêu là mù tạt đó mọi người. Bỏ vô trong nước tương đây nè. Mình sẽ quậy đều lên vậy nha. Quậy tan ra. Em không lấy nhiều không? Em lấy chấm cho nó tan. Đây mỗi đứa một vị nha. Bây giờ đây là vị của Mai Danh Sang, Hậu thì với Hiền vị đó. Mời mọi người ăn một miếng bạch tuộc nha. Bối ăn gì đây? Cho bối ăn cái này nha. Đây. Bối mời ông bà cô chú ăn đi. Vậy chứ bối ăn cái gì? Mời mọi người ăn nha. Mời anh Sang chị Mai ăn. Mời tất cả mọi người ăn một miếng á. Ôi chết sao. Chấm môi cho chấm luôn rồi. Mời tất cả mọi người. Quá nhiều gì đâu. Cái này lên tới nạo thiệt luôn á. Em bỏ ít chứ không sao đâu ha. Bỏ ăn đi. Bỏ ít nó khe khe. Nó thông lên cái lò muội luôn á. Sao? Nó cái này chấm ít thôi, chấm nhiều quá nó thông lên lò muội thiệt quá. Bỏ ăn gì, bố uống nước không? Có rồi. Có rồi hả? Dạ. Sao mà giận? Sao giận vậy? Này uống miếng nước rồi con. Ta cho lại. Hôm nay bố giận rồi mọi người, không có ăn. Vậy chứ hôm hồi bố ăn cái gì? Bố ăn cái gì nói mày nghe, hồi nãy em cứ cho nó uống sữa cho. Vậy bố ăn cái gì? À. Nó giận rồi đó. Giận đi vô ấy. Cái gì mà? Con ngồi xuống đây. Ba đánh rồi á, ngồi cảm ơn xíu rồi. Cái loại bạch tuộc này là mọi người, là loại bạch tuộc giòn nha. Mai ăn vô thì Mai cảm thấy là nó khác so với cái con bạch tuộc mà hồi đó là Mai với bé Hiền ăn con kia. Nó rất là dai luôn. Dai. Nó dai mà nó còn mềm nữa mọi người. Em nhớ đó là chị cắt cái ăn đi Hậu. Kiểu mà nó tròn tròn á. Ăn nó dai lắm. Có cái nước sốt này nè. Không. Cái này à. Để mực lá chấm cái này. Chấm nhiều quá nó ngon. Chấm nhiều quá nó nồng lên tới cái nạo rồi luôn á. Hầu quét một người nhiều đâu. Hình như Hậu bỏ cái tí xíu vô hay gì à, bỏ nhiều đâu. Nha. Chị Mai bỏ nóng luôn à. Bỏ điện cho mẹ ăn bối người thích hay con. Bỏ đại nhiều vô đi Hậu. Bỏ nhiều vô ăn cho nó đã. Nè bỏ cho luôn nè. Của em anh đâu dám chấm nhiều, anh chấm nhiều như quét nhiều ra.
Đây nè. Đây nè Hiền. Làm cái coi. Ăn này là cảm giác nó rất là đã luôn mọi người. Nè, quá trời luôn. Một phát một quả trời. Mời đi cả người nha. Mẹ ơi. Thôi. Không. Chạy nước mắt luôn à. Đâu. Ai. Ờ kì lắm. Nè, ăn lại đi, ngon mà ăn mà hồi ghiền quá. Ăn mấy cục này ghiền. Nó cho vô sệt luôn nè. Nó nồng lên trên nó đạo xong rồi cái nó sẽ pha hơi ra lỗ mũi mọi người. Cảm giác là nó không biết hiện tại như nào luôn á. Có đợt anh ăn nhiều nhiều anh cậu cái cơm anh ăn. Ăn này ghiền hả? Ghiền mà. Ai mời mọi người một miếng nha. Ờ cũng ngầu. Ngầu lấy một miếng mỏng mỏng thôi. Cảm ơn. Nè cho miếng tương vô cho đỡ sệt nè. Cho em nhé. Nhiều chứ là lấy nhiều nước tương rồi thôi. Dạ. Thôi thôi, của em miếng gì thôi nè. Hậu kìa. Kia hồi nó trời ơi, hậu hơi bị đâm. Đậm đặc luôn á. Rồi ăn đi, lấy mấy con hồi xịt vào mũi. Ừ, quá. Nè, chấm đi hậu. Ừ, đụng mẹ. Chết rồi. Hậu ăn sống luôn đi hậu. Ăn cái này nè. Hàng sáng sẽ ăn nói. Rồi, chấm vô. Một vết. Đâu, cái này là chín mà. Chị luộc chín hết rồi đó. Không nghĩ là ăn wasabi không? À, wasabi hả? Có ăn chưa? Mời tất cả mọi người nha. Mọi người để ý. Chán ơi. Chán ơi. Đừng có nặng miệng, đừng có nặng miệng lại nha. Chết 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 chết. Đây không bị. Đã không? Mọi người coi cảm giác em sang ngay là coi bang nè. Bang được là... Thảo hả? Thảo hả? Chưa, nó nọng lên nè. Không, cái của anh không nhiều bằng của nó, bỏ quá trời. Em bỏ thêm miếng đi. Hậu nó bỏ nhiều lắm, hậu nó mạnh đô mạnh mà. Mày vẫn ra nước mắt à? Không cay mà vẫn ra nước mắt à? Tự ra nước mắt luôn. Nhưng mà chấm vậy ngon nha. Hôm nay là mai làm cái món này nó hơi nhiều ruồi đấy, mọi người thông cảm nha. Bởi vì là cái món này con ruồi rất là thích luôn. Đây nè, bàn cái rau của mình nè. Cái đồ hút của mình nè. Wasabi nó làm gì mà khe dữ vậy? Người ta làm từ cái gì á? Củ wasabi. Củ hả? Cải bẹ xanh. Mày nghe nói là người ta làm từ cải bẹ xanh hay gì đúng rồi. Mình sẽ lấy một miếng lá tía tô kẹp lên. Cuộn lại chấm cho nó đã. Đây. Rồi mọi người nha, chấm ít thôi. Kỳ đại là nồng lên mà chảy nước mắt luôn. Trời em chấm ít mà nó nồng quá trời nồng luôn. Hậu ớn. Ừ, mà ăn ngon. Ăn đã không gì nữa. Thấy chưa, nằm lên nè. Quang không? Nó lên nạo xong rồi nó dồn ngược lại xuống lòng mũi đúng không? Nè, cho nó ngâm luôn nè. Nè, con hậu nè, liêu liêu nè. Đó, chấm mình ra nữa. Rồi, sạch. Từ từ thế hậu, hạ miệng ra nhai. Đừng nhại nha, gắn nuốt nha, nó qua. Nó khi mà nó nồng lên đó nha, nó sẽ hắt lên một cái. Nhưng mà nó qua cái là thôi, là nó không có còn cay nữa. Nó không có giống như ớt. Ớt là mình ăn là nó cay, là nó sẽ cay hoài trong miệng mình luôn á. Còn cái này là nó chỉ qua một cái cơn rồi thôi à. Lên tới đảo. Cái này mà chắc đi thi ăn chắc thua. Nhưng mà chấm ngon nha, càng chấm càng thấy chấm ngon. Chấm không thì được á, có lá tía tô vô dính nhiều quá chấm cay. Không, lá tía tô nó cay hơn đúng không? Ừ, có lá tía tô vô chấm chịu không nổi. Nãy giờ là cũng đã thưởng thức hai cái món này xong rồi. Giờ là mình sẽ ăn tới đây là bạch tuộc nướng sa tế nha. Nè. Cái rau. Ăn bạch tuộc nữa. Giờ bố ăn cái rau nhỏ đây nè. Nồng. Hậu ăn cái miếng nào đấy nha. Dạ, mai sẽ ăn đây là cái khúc mà cái cục mà mình của nó mọi người. Chấm cái này nè.
ăn bạch tuộc thì mình sẽ chấm cái này nha. Ê, coi nó con bự đó. Cái cục bự á. Thôi kệ, ăn cái cục nào được thì lấy. Đó, cục bự đây. Đây, mời mọi người nha. Có cục nhỏ nhỏ cho bố cầm. Mời mọi người ăn nha. Nè, mời tất cả mọi người nha. Rau con nè, rồi cay hả? Cay cay quá sao nó ăn được. Ừ. Nè. Thấy có thịt dao không? Ừ. Muối này ngon lắm ta. Anh ăn thử muối nè. Ngon. Nhưng mà nó nồng. Ngon không? Cái muối này ngon không? Dạ. Cái này ngon lắm. Em thấy ăn nó đỡ hơn wasabi. Không, nhưng mà ăn cái món này mình phải chấm wasabi nó mới đúng là đúng vị của nó. Muối ớt này là muối ớt mới chấm hải sản. Đây. Dai, nó không còn dai đó. Ý. Rau quá, không dai. Cái món này con rùi nó bông ghê quá. Bơ ơi. Ngon quá à. Cái rùi có dai không? Dai không? Con tóc đầu nắm. Em ăn cái cục này dai chứ nè. Bỏ. Chị mày, chị mày. Ngon quá. Cái rau có ngon không? Đây. Trời ơi, nguyên rau bự luôn. Con tóc đầu nắm. Mà sẽ chấm cái phần rau của nó. Ngon á. Đây. Rồi cái nước chấm này kẹo thiệt ha. Mời mọi người nguyên một cái rau bự nha. Nó giống cái sốt nha, cái sốt kia mà nó ăn chân gà không chị? Không có dai ha. Dạ. Nè, ăn thử miếng này ra. Nhưng mà nó ngon. Nó ngon hơn mấy cái rau này luôn á. Đúng không? Cái vị thịt nó sẽ ngọt hơn cái rau luôn. Không. Mấy con này còn tươi chứ ăn ngon lắm ha. Con này đem mua là nó bị đông lạnh đó mọi người. Thì nó mấy tháng rồi. Người ta mà mua ở trên thành phố người ta gửi xuống đây. Con này ăn sống có sao không sao? Đâu ăn. Đâu? Có lẽ chín rồi đó. Đâu ăn được sống. Không có ăn không? Không có cay. Không có cay. Mùa này mùa ruồi. Nay hỏi biết làm gì chị mua con bạch tuộc bự vậy không? Làm gì vậy bà? Ăn mừng kênh Mai đạt bóng 392.000 người đăng ký. Biết nào mới được nút vàng. Kênh của anh Sang là 4 triệu mấy hả? 4 triệu mấy à? Tầm 10 triệu hả? 10 triệu mới được kiếm cương hả? 20 năm nữa đi. Lúc già nó không được. Ai biết? Làm gì làm được. Ăn nào? Không ăn rau bự đi không? Nè. Nó cục nhỏ tụt ra nè. Nè không? Nó tụt mấy cục nhỏ nhỏ ra. Làm cái rau bự đi. Nè không? Mà nó làm cái rau bự nha. Dạ. Cảm ơn bạn. Quét cái hút dưới. Có cái này nhỏ xíu không? Cái này là bị lỡ hả? Không, mấy cái đó em cắt ra để ăn wasabi nữa nè. Cái gì vậy? Chấm nguyên cục to luôn. Hả? Nè. Làm rau bự đi học. Không biết gì vậy ta. Cái rau nhỏ ngon hơn. Cái rau nhỏ dễ ăn. Hậu nha cái hút này. Cặp bức lăng luôn. Hậu nha cái rau bự luôn đi học. Có hai rau bự à. Thôi cho đi. Trời ơi. Mà vừa ăn cái rau bạch tuộc siêu to khổng lồ. Sao mấy nó bự dữ. Rau bạch tuộc này 3 kg. Mai mua với giá là 1 kg là cái người trong nha. 850 một ký mọi người. Ăn cục này. Rồi có rồi. Mời tất cả mọi người miếng bự nha. Ăn rồi. Cắn ra ngoài vô. Con này á, nó không dai mà nó còn được trước. Nhưng mà với bé Hiền ăn. Con trước nó dở hơn con này nha.
Con đực trứng nó vừa dai mà nó còn vừa mềm nữa. Con này nó dai nhưng mà nó giòn. Cái món mà cắt lát nhỏ 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 ra xong mình đem đi xào với bắp á, bắp ngon mà. Cái bắp của ma bây giờ là hết bắp ngon rồi. Em họ ăn hết à. Ta đổ cho miếng nè. Chấm nhiều chứ à. Tại nó hậu nó hiền là phải chấm mấy cái muối này lắm nha, giống như đợt ăn chiên gà vậy á, hết hai hũ luôn. Nó ngon quá. Nó phải chấm mấy cái muối này lắm nè. Chắc ăn hết cái cọng nem no luôn quá. Nhìn giòn quá ha. Giòn không sao đâu. Chấm nước sốt vô nó ngon thêm ha. Ba chơi con. Ba chơi con hả? Mà cái khúc này rồi. Không có dai. Nó dễ cắn thiệt. Em ăn đi nè, còn cái đâu nữa nào. Để cho họ ăn. Miếng này ngon rồi. Thôi cũng ngon rồi. Mua mạch tuột 3 kg. 4 người ăn hết luôn rồi. À, sắp hết một con à. Một cái đầu. Sắp hết một con đó. Con người 3 khi thì ăn hết được mới lạ. Mỏi ăn quá à. Ăn này dài quá. Bố bối, đừng phá để mẹ ăn con. Mẹ ăn hết cái đầu này là mẹ no luôn. Mọi miệng đó. Cái này sắc no xỉu luôn. Ăn nó ăn nữa hả? Mọi miệng quá. Ăn mấy cái này nào. Mấy cái này em sắc ra là mềm lắm. Nó quá thôi. Nó không ngon, có quá dài. Mấy đậu ngon thì là ngon giờ nó mọi miệng quá. Nãy giờ Mai ăn cái rau bạch tuộc hả nè mọi người. Là ăn cũng hết 15 phút luôn á. Chứ ăn kì vậy. Ăn mà ăn không nổi luôn, nó dai quá. Cái này nếu mà còn sống là ăn ngọt lắm ha. Ăn thịt ngọt lắm. Mẹ ngon không? Mẹ cảm thấy là thịt nó không được ngọt mấy. Nếu mà ăn nó ngọt á, nó ngon là sẽ ăn cái cục nè. Mẹ ơi ngon không? Ngon. Sao? Ngon. Sao bố không ngon ăn? Ăn cục này ngon. Ngon. Cái hút miếng này giống mực ha. Em ăn hết mà trên nghỉ hết nào á. Anh ăn hết miếng rồi, hai đứa ăn, mỗi đứa ăn hết miếng đó đi. Dạ. Cả nhà vô hết luôn rồi. Hậu không? Ăn không đổi hết cái đó hả? Hậu nó cái cục này à, nó cạp vòng nó chừa ăn cục ở giữa. Cục ở giữa nó dai sao. Cái cục nãy của nó bự nhất luôn, cái râu nó bự nhất. Râu bự nhất với lại cái cục đầu trên này là cứng lắm chứ bộ. Mà nó nhai được hết luôn á. Thôi chắc bây giờ Mai cũng tạm nghỉ tại đây thôi mọi người. Không có ai ăn nổi nữa rồi. Tại vì là cái món này hôm nay á, Mai sắc lát dẻ thì ăn cảm thấy là nó không có dai nha. Nhưng mà đối với cái phần râu đây nè, biết khi nãy là Mai sẽ sắc mỏng ra nướng luôn, nó sẽ ngon hơn. Ăn vậy nó rất là dai luôn. Mọi người một cục, ba chị em Mai mỗi người một cục, gọi sang là chị ăn mấy cái râu nè, nó đỡ mọi miệng nãy hơn. Ăn 3-4 râu. Em thấy anh ăn mấy râu nhỏ không luôn, anh đâu ăn cái cục bự này đâu. 3-4 râu rồi. Cái cục bự này là em cục nè, Hiền cục nè, Hậu cục nè. Ủa, Hậu ăn hết cổ luôn hả? 4 thì con nghe cục này ăn hết đi. Chê dai dai cứng cứng vậy chứ mỗi người một cục sắp hết luôn, còn Mai là cục này. Thôi bây giờ Mai cũng tạm dừng clip tại đây nha. Hôm nay thì làm cái món này là để ăn mừng Mai đạt cục mốc là 392.000 người đăng ký. Mọi người xem video thì thấy hay thì cho Mai xin một like, một lượt đăng ký, một comment ở dưới video để nhận xét cái video của Mai, để cho Mai cải thiện lên dần dần những cái video khác nha. Thôi bây giờ thì Mai với bố bối chào tạm biệt và hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye bye.